cả nhà cùng hiệp ý với em để cầu nguyện cho các linh hồn theo ý của Đức Giáo Hoàng đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và đọc cầu nguyện chúng con cậy kỳ danh chúa nhân từ để cầu nguyện cho các linh hồn còn nơi chốn địa ngục, đó là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, các linh hồn mồ côi, thai nhi và đặc biệt là các linh hồn bị dịch bệnh không chịu được cắt phép sâu cùng. Thì theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng thì chúng ta sẽ lãnh nhận được ơn toàn xá, và ơn toàn xá này sẽ dành lại cho các linh hồn chốn luyện ngục là. Và khi các linh hồn được cứu rỗi khỏi chốn luyện ngục, có về cõi khúc thiên đàng, thì các linh hồn vẫn không quên chúng ta đâu. Các linh hồn sẽ luôn cầu bầu cùng Chúa và phù hộ cho chúng ta và ban cho chúng ta những ơn cần xin ạ. Em xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện với em để cầu nguyện cho các linh hồn ạ. Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin tha tội con theo lòng lân tuất vô ngờ. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van lạy Chúa xin độ thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Rửa con nên trinh trong, rửa sạch mọi gian ác, cứu con qua ánh tội khiên, con thành tâm phú lỗi lầm. Xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van lạy Chúa xin độ thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhan con phạm tội nhớ nhớ, chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại. Em xin cả nhà cùng hiệp ý với em để cầu nguyện cho các linh hồn theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng ạ. Chúa nhân từ xin lắng ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Mẹ con cứu mang con trong nguồn mạnh tội lỗi, thoát sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu. Chúa nhân từ xin lắng linh hồn con tha thiết
tâm hồn. Lòng Chúa luôn yêu thương, tâm hồn nào ngay chính, sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin dù thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Em xin cả nhà cùng hiệp ý với em để cầu nguyện cho các linh hồn ạ. Xin đợi em chuyển bài ạ. Thank you.
ý với Thanh. Cầu xin cùng Đức Mẹ nhân lành để cầu bầu cùng Thiên Chúa cứu rỗi các linh hồn nơi lượt ngủ quạnh. Mẹ ơi, cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian với em để cầu nguyện cho các linh hồn. Em xin hết lòng cảm ơn và xin chào. Bây giờ cũng khuya rồi, em cũng xin kính chúc cả nhà được ngủ ngon trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Em xin hẹn gặp lại cả nhà vào những clip thánh ca cầu nguyện lần sau. Em xin chào ạ.